Hãy tưởng tượng bạn dồn hết tâm huyết, tâm hồn và cả gia tài vào một giấc mơ. Bạn thức khuya, làm việc không ngừng nghỉ, và mỗi ngày đều là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Bạn không chỉ đầu tư tiền bạc, mà còn cả thời gian, công sức và niềm tin vào dự án của mình. Bạn tập hợp những bộ óc thông minh nhất, làm việc không ngừng nghỉ, và cùng nhau, các bạn tạo ra những ý tưởng đột phá. Mỗi ngày là một cuộc chiến với những thách thức mới, nhưng bạn không bao giờ từ bỏ. Bạn và đội ngũ của mình làm việc ngày đêm, không ngừng nghỉ, với hy vọng rằng một ngày nào đó, những nỗ lực của mình sẽ được đền đáp, và rồi chứng kiến sáng tạo của mình nổ tung trong một cảnh tượng rực lửa. Bạn đứng đó, nhìn những gì mình đã xây dựng bị phá hủy trong chớp mắt. Cảm giác thất vọng và đau đớn tràn ngập, nhưng bạn biết rằng mình không thể dừng lại. Bạn phải tiếp tục, phải tìm ra nguyên nhân và khắc phục nó. Không chỉ một lần, mà là ba lần liên tiếp. Mỗi lần thất bại là một cú đấm vào lòng tự trọng, nhưng bạn không cho phép mình gục ngã. Bạn biết rằng mọi thất bại đều mang lại bài học quý giá, và bạn quyết tâm học hỏi từ những sai lầm của mình. Đó là thực tế phụ phàng đối với Elon Musk và công ty SpaceX của ông trong những ngày đầu thành lập. Elon Musk, người đã từng thành công với PayPal, giờ đây phải đối mặt với những thách thức khổng lồ trong ngành công nghiệp vũ trụ, nhưng ông không bao giờ từ bỏ. Ông biết rằng để đạt được những điều vĩ đại, cần phải vượt qua những thử thách lớn. Hầu hết mọi người sẽ bỏ cuộc, gục ngã trước sức nặng của những thất bại nặng nề như vậy. Nhưng Elon thì không, ông ấy biết rằng thất bại chỉ là một phần của hành trình. Và điều quan trọng là phải đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Ông ấy không để những thất bại làm mình nản lòng, mà ngược lại, chúng càng làm ông ấy quyết tâm hơn. Thay vì đầu hàng trước sự tuyệt vọng, ông ấy nhìn thấy một cơ hội. Ông ấy biết rằng mọi thất bại đều mang lại một bài học, và ông ấy quyết tâm học hỏi từ chúng. Ông ấy không chỉ tìm ra nguyên nhân của mọi thất bại, mà còn tìm cách cải thiện và làm cho mọi thứ tốt hơn. Đối với ông ấy, thất bại không phải là kết thúc, mà là một bước đệm để tiến tới thành công. Ông ấy mở xe từng thất bại, học hỏi từ mọi sai lầm và trở nên mạnh mẽ hơn, không ngừng cải tiến và hoàn thiện. Ông ấy và đội ngũ của mình không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm và cải tiến. Họ biết rằng mỗi lần thất bại đều mang lại cơ hội để học hỏi và phát triển. Họ không ngừng tìm kiếm những giải pháp mới, những cách tiếp cận mới và không bao giờ từ bỏ, cuối cùng đạt được điều mà nhiều người cho là không thể. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, họ đã thành công. Họ đã chứng minh rằng với sự kiên trì và quyết tâm, không có gì là không thể. Họ đã biến những giấc mơ thành hiện thực và mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp vũ trụ. Đó chính là bản chất của Elon Musk, biến thất bại thành bước đệm. Ông ấy đã chứng minh rằng với sự kiên trì, quyết tâm và khả năng học hỏi từ những sai lầm, chúng ta có thể đạt được những điều vĩ đại. Câu chuyện của ông ấy là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta, nhắc nhở rằng không có gì là không thể nếu chúng ta không từ bỏ. Câu chuyện của Elon Musk không chỉ là về tên lửa và xe điện, đó là minh chứng hùng hồn cho khả năng vượt qua nghịch cảnh của tinh thần con người. Ông dạy chúng ta rằng thất bại không phải là đối lập của thành công, nó là một bước đệm hướng tới thành công. Hành trình của ông là nguồn cảm hứng, là ngọn hải đang hy vọng cho bất kỳ ai đã từng dám ước mơ lớn và vấp ngã trên đường đời. Bằng cách chấp nhận thất bại của mình, Musk đã khai mở một tấm cao mới về sự đổi mới và quyết tâm, đưa ông đến những đỉnh cao không tưởng. Tất cả chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác đó. Nỗi sợ hãi thất bại có thể khiến chúng ta tê liệt. Nó gieo rắc nghi ngờ vào tai chúng ta và khiến chúng ta nghi ngờ khả năng của chính mình. Chúng ta tránh mạo hiểm, né tránh những thử thách có thể dẫn đến phát triển và viên mãn. Nỗi sợ hãi này ăn sâu vào chúng ta, thường bắt nguồn từ kỳ vọng của xã hội và những trải nghiệm trong quá khứ. Chúng ta được dạy phải phấn đấu cho sự hoàn hảo, tránh mặc sai lầm bằng mọi giá. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thay đổi cách nhìn nhận của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta xem thất bại không phải là kết thúc mà là một khởi đầu? Hành trình tôi luyện trong lửa những khó khăn ban đầu của Elon Musk. Con đường dẫn đến thành công của Elon Musk đầy rẫy chông gai. Ngay từ khi còn trẻ, Musk đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Ông không chỉ phải vượt qua những trở ngại về tài chính, mà còn phải đối mặt với sự hoài nghi từ những người xung quanh. Những ngày đầu tiên của ông không hề dễ dàng, nhưng chính những khó khăn đó đã giúp ông trở nên mạnh mẽ hơn. Những dự án kinh doanh ban đầu của ông, Zip2 và PayPal, đã phải đối mặt với vô số thách thức, thử thách ý chí của ông. Zip2, một công ty cung cấp phần mềm hướng dẫn đường đi cho các tờ báo, đã gặp phải nhiều khó khăn trong việc thuyết phục các nhà đầu tư và khách hàng. PayPal, một dịch vụ thanh toán trực tuyến, cũng không ngoại lệ khi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và những vấn đề về bảo mật. Tuy nhiên, những trải nghiệm này đã mang đến những bài học vô giá,
mà ông sẽ mang theo trong những dự án đầy tham vọng nhất của mình, SpaceX và Tesla. Những thất bại và khó khăn đã giúp Musk hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự kiên trì và quyết tâm. Ông đã học được cách đối mặt với thất bại và biến nó thành động lực để tiếp tục tiến lên. SpaceX, với mục tiêu táo bạo là chinh phục sao Hỏa, đã vấp phải sự hoài nghi và phản đối ngay từ những ngày đầu thành lập. Nhiều người cho rằng việc đưa con người lên sao Hỏa là điều không thể và Musk đã phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, ông không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình và tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để biến nó thành hiện thực. Tesla, với mục tiêu cách mạng hóa ngành công nghiệp ô tô bằng xe điện, đã gặp phải những rào cản về công nghệ và hạn chế về tài chính. Việc phát triển công nghệ pin và hệ thống điều khiển cho xe điện không hề đơn giản, và Tesla đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra, công ty cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các hãng xe truyền thống và những thách thức về tài chính. Những thách thức này, dù khó khăn đến đâu, đã trở thành cái nôi tôi luyện ý chí kiên cường của Musk. Ông đã học được cách đối mặt với những khó khăn và biến chúng thành cơ hội để phát triển. Chính nhờ sự kiên trì và quyết tâm không ngừng nghỉ, Musk đã vượt qua mọi trở ngại và đạt được những thành công vang dội. Những khó khăn ban đầu không chỉ giúp ông trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn là nguồn cảm hứng để ông tiếp tục theo đuổi những ước mơ lớn lao của mình. Elon Musk không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn là một người truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Những câu chuyện về những khó khăn và thử thách mà ông đã trải qua đã trở thành nguồn động lực cho nhiều người, khuyến khích họ không ngừng cố gắng và theo đuổi ước mơ của mình. Musk đã chứng minh rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có sự kiên trì và quyết tâm, chúng ta đều có thể đạt được những điều tuyệt vời. Những thành công của SpaceX và Tesla không chỉ là minh chứng cho tài năng và sự nỗ lực của Musk, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới và tiến bộ của nhân loại. SpaceX đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực khám phá không gian, trong khi Tesla đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về xe điện và năng lượng bền vững. Những thành tựu này không chỉ mang lại lợi ích cho Musk, mà còn góp phần vào sự phát triển của toàn cầu. Elon Musk luôn tin rằng, để đạt được những điều lớn lao, chúng ta cần phải dám mơ ước và không ngừng nỗ lực. Ông đã chứng minh rằng, dù có bao nhiêu khó khăn và thử thách, chỉ cần có sự kiên trì và quyết tâm, chúng ta đều có thể vượt qua và đạt được những thành công vang dội. Những khó khăn ban đầu không chỉ giúp ông trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn là nguồn cảm hứng để ông tiếp tục theo đuổi những ước mơ lớn lao của mình. Cuối cùng, những khó khăn và thử thách mà Elon Musk đã trải qua không chỉ là những trở ngại trên con đường thành công, mà còn là những bài học quý giá giúp ông trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Những trải nghiệm này đã giúp ông hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự kiên trì và quyết tâm và trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Elon Musk đã chứng minh rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có sự kiên trì và quyết tâm, chúng ta đều có thể đạt được những điều tuyệt vời. Những khó khăn ban đầu không chỉ giúp ông trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn là nguồn cảm hứng để ông tiếp tục theo đuổi những ước mơ lớn lao của mình. Elon Musk đã chứng minh rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có sự kiên trì và quyết tâm, chúng ta đều có thể đạt được những điều tuyệt vời. Những thành công của ông không chỉ là minh chứng cho tài năng và sự nỗ lực của Musk, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới và tiến bộ của nhân loại. Đảo ngược tình thế khoảnh khắc SpaceX chạm đến các vì sao. Năm 2008, SpaceX đứng trước bờ vực phá sản. Công ty non trẻ này, được thành lập bởi Elon Musk vào năm 2012, đã phải đối mặt với những thách thức khổng lồ, những giấc mơ về việc đưa con người lên sao Hỏa và làm cho du hành vũ trụ trở nên phổ biến dường như đang tan biến. Ba lần phóng tên lửa đều kết thúc trong thất bại, rút cạn nguồn lực của công ty và thử thách tinh thần của đội ngũ. Mỗi lần thất bại không chỉ là một cú đánh vào tài chính, mà còn là một thử thách đối với niềm tin và quyết tâm của toàn bộ đội ngũ SpaceX. Musk đã dồn cả gia tài của mình vào dự án, và một thất bại nữa sẽ là một thảm họa. Ông đã bán cổ phần của mình trong PayPal và đầu tư hàng trăm triệu đô la vào SpaceX. Đối với Musk, đây không chỉ là một dự án kinh doanh, mà còn là một sứ mệnh cá nhân để thúc đẩy tương lai của nhân loại. Sau đó, trong khoảnh khắc quyết định tương lai của SpaceX, lần phóng thứ tư của tên lửa Falcon 1 đã đạt được quỹ đạo. Đó là ngày 28 tháng 9 năm 2008, một ngày mà tất cả những người làm việc tại SpaceX sẽ không bao giờ quên. Khi Falcon 1 vượt qua bầu khí quyển và đạt được quỹ đạo, cả đội ngũ đã bùng nổ trong niềm vui và sự nhẹ nhõm. Chiến thắng này, được sinh ra tự động trở tàn của những thất bại trước đó, đã chứng minh rằng tầm nhìn của SpaceX không phải là giấc mơ viển vông, mà là một thực tế có thể đạt được.
Đối với nhiều người, đây là một minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì và niềm tin vào tầm nhìn của mình. Đội ngũ SpaceX đã làm việc không ngừng nghỉ, vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành công này. Đó là một bước ngoặt không chỉ đối với công ty mà còn đối với toàn bộ ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân. Thành công của Falcon 1 đã mở ra một chương mới cho SpaceX và cho cả ngành công nghiệp vũ trụ. Nó chứng minh rằng các công ty tư nhân có thể làm được những điều mà trước đây chỉ có các cơ quan chính phủ mới có thể làm. Từ đó, SpaceX tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu lớn hơn. Từ việc phóng các vệ tinh thương mại, đến việc cung cấp hàng hóa cho trạm vũ trụ quốc tế, và thậm chí là phát triển các kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa. Với sự thành công của Falcon 1, SpaceX đã có thể thu hút thêm đầu tư và mở rộng các dự án của mình. Công ty đã phát triển các tên lửa mạnh mẽ hơn như Falcon 9 và Falcon Heavy, cũng như tàu vũ trụ Dragon, mở ra khả năng vận chuyển hàng hóa và con người lên không gian. SpaceX đã trở thành một biểu tượng của sự đổi mới và khả năng vượt qua khó khăn, truyền cảm hứng cho nhiều công ty khởi nghiệp khác trong ngành công nghiệp vũ trụ. Elon Musk, với tầm nhìn xa và sự quyết tâm không ngừng nghỉ, đã dẫn dắt SpaceX từ bỏ vực phá sản đến đỉnh cao của thành công. Ông đã chứng minh rằng với sự kiên trì và niềm tin vào tầm nhìn của mình, không có gì là không thể. SpaceX không chỉ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về du hành vũ trụ, mà còn mở ra những khả năng mới cho tương lai của nhân loại. Từ những ngày đầu đầy khó khăn đến những thành công vang dội, câu chuyện của SpaceX là một minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì và tầm nhìn. Công ty đã không chỉ chạm đến các vì sao mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho du hành vũ trụ, nơi mà những giấc mơ lớn có thể trở thành hiện thực. Và đây chỉ là sự khởi đầu của những gì SpaceX có thể đạt được trong tương lai. Chấp nhận thất bại, bài học từ cầm nặng của Elon Musk. Hành trình của Elon Musk mang đến những bài học vô giá cho bất kỳ ai đang phấn đấu để thành công. Đầu tiên, hãy chấp nhận thất bại như một cơ hội học hỏi. Đừng ngại mạo hiểm và bước ra khỏi vùng an toàn của bạn. Thứ hai, hãy nuôi dưỡng khả năng phục hồi. Thất bại là điều không thể tránh khỏi, nhưng chính khả năng vực dậy sau vấp ngã mới quyết định thành công cuối cùng của chúng ta. Thứ ba, hãy bao quanh bạn bởi một đội ngũ có chung tầm nhìn và đam mê. Không ai có thể đạt được thành công một mình. Cuối cùng, đừng bao giờ ngừng đổi mới. Thế giới không ngừng phát triển, và chúng ta cũng vậy.